Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ về sourdough và công thức bánh mì liên quan đến sourdough của công ty Buratot Lenlay Việt Nam. Tôi, Hà Hải Long, là kỹ thuật viên về bánh mì. Hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng các bạn. Sourdough chính là bánh mì được làm từ men tự nhiên. Bánh mì sourdough gồm có 3 phần chính: sourdough, muối, bột mì, khọc hoặc là ít men công nghiệp. Hương vị của sourdough đa dạng trên khắp thế giới. Sourdough ở mỗi nước cũng có một cái tên khác nhau. Pháp gọi nó là levain, Ý gọi là lievito naturale, Nga thì gọi là sourdough. Đức dùng từ sauerkraut để gọi nó. Ở các quốc gia nổi tiếng Tây Ban Nha gọi là masa madre. Sau đó đóng vai trò làm nở bánh và mang tới hương vị riêng biệt cho tất cả các dòng bánh mì. Làm thế nào để tạo ra sourdough? Bạn cần một phần bột và một phần nước. Để hỗn hợp này trong khoảng 12 giờ. Sau đó thêm nước và bột để tạo môi trường cho các vi sinh vật phát triển. Các vi sinh vật bắt đầu sản sinh axit lactic, làm cho sourdough có mùi vị đặc trưng của nó. Sau một tuần, hỗn hợp này đã có thể sử dụng. Để làm ra những chiếc bánh mì sourdough khá là khó khăn vì việc nuôi men tự nhiên tốn rất là nhiều thời gian. Với sản phẩm Authentic Dough Room của công ty Buratot Lenlay Việt Nam, bạn có thể rút ngắn thời gian sản xuất mà vẫn đảm bảo tạo ra những chiếc bánh mì thơm ngon mang hương vị truyền thống của vùng Địa Trung Hải. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn công thức bánh mì baguette từ sản phẩm Authentic Dough Room. Theo dõi trang Facebook và YouTube của chúng tôi để cập nhật thêm công thức bánh mì mới nhé. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau. Xin chào.